Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Tính ra thì cũng từ Tết đến giờ mình chưa có một cái vlog nào nhở. Và ngày hôm nay thì cái vlog đầu tiên trong cái năm mới này thì mình sẽ dẫn các bạn đi xem một buổi chụp hình của Manoj Glor. Hiện tại thì mình đang ở trên ô tô để đi ra studio. Ngày hôm nay thì mình chụp ảnh một số những cái sản phẩm mới, cũng như là muốn tạo cho một cái hình ảnh thật sự rất là chuyên nghiệp hơn của Manoj. Và mọi người hãy theo dõi cái video này để xem là mình sẽ làm gì trong ngày hôm nay nhé. Hello mọi người, mình vừa mới tới studio và mình sẽ giới thiệu cho các bạn những bạn trong ekip của mình ngày hôm nay. Đầu tiên thì là bạn photographer. Đây là bạn Khôi, ngày hôm nay sẽ là bạn chụp ảnh chính trong cái buổi chụp ngày hôm nay. Và giới thiệu mọi người bạn mẫu của mình. Em mặc con này vừa đúng không? Vâng, vừa anh. Con này chắc đi giày của anh đi. Nó, đúng rồi, nó trùng màu ấy. Đề cao. Đó, đề cao. Mọi người thấy bạn này giống đề cao không? Xin chào mọi người. Cái này anh nó... Ôi, anh cứ để vào đi, cho nó đỡ cái gạch nữa. Set thì mình làm một cái ảnh, gọi là một cái ảnh demo, kiểu thumbnail cho cái bộ ảnh này, được không? trông hơi bay quá, trông như chim ấy. Hay là hay chơi kiểu ngửa như này. Đây em chỉ nhỉ. Hoặc là em ngửa như này. Có vẻ anh thấy ổn. Show cho mọi người đây một chiếc áo mới của Manoj. Đây là hình một con sói cô đơn được sử dụng chất liệu y là DTG cùng với cả một chiếc quần cargo pant. Đây là một cái màu mới hoàn toàn mà mình vừa mới làm cho cái dịp năm mới này. Đây là một cái màu olive, cái màu cũng đã khá là hot và vẫn có quy ở ống quần. Ok, anh để mặc con này ok không? Rất đẹp. Mà con này khá là, anh thấy là
khá là vừa với cả em ấy. Xong cái buổi chụp hình nó rất chi là quái dị. Và các bạn có thể vào cái trang Insta của Manot Claw ở bên, mình sẽ để link ở đây, để cho các bạn vào, các bạn sẽ cảm nhận được một cái độ siêu dị của thợ ảnh Vũ Văn Khôi và người mẫu đề cao phiên bản Shopee hay nó là phiên bản Lazada. Mình đùa tí thôi, bạn này là bạn tên là Phước. Có lẽ là bây giờ sẽ kết thúc cái vlog này ở đây, bởi vì là hiện tại đang là 10:30 rồi, sau khi đi chụp gọi là mệt bở hơi tai thì sẽ ngồi cà phê một lúc, sau đó thì sẽ quay trở về nhà và mọi người hãy đón chờ cái thành phẩm, cái ảnh cũng như là trang web mới của Manot Claw nhá. Ok, see you mọi người và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Peace.